ngày ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền. Ông xin phép cháu nói thì cũng đúng, nhưng mà đây là công sanh thành dưỡng dục phải ưu tiên. Có mấy trái ông người ra ăn mới đủ rồi. Rớt ra là bằng hai mà xui nữa. Đúng rồi. Hai miếng rau cùng hai ba thôi. Không mời bà nội. Bà nội ra ngoài mất tiêu. Bà nội ăn trâu. Cho hai cháu. Tình giấc người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay
cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì. Bao giờ hay hứa trọn đời. Chim câu thủy chung suốt đời.
tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi. Trên đường đi gặp mọi cái may mắn và người có gì thì mọi cái như nào thì ông với anh chị còn đây thì sẽ liên lạc về đấy. Và thì bây giờ cũng coi như là trong cái ngày hôm nay thì cảm ơn ông. Vui kính chúc ông à và con về cũng tới lúc ra về. Nhau đây chốn này họ hẹn thủy